gặp anh nhớ tôi không? Nhớ xong nhớ, nhưng mà anh có nhớ em không? Nhớ, anh xa em một ngày giống như xa em 24 tiếng hả? Chẳng lẽ một ngày 25 tiếng? Đó. Ý anh nói xa em một ngày giống như xa em 24 tháng hả? Ngọc! Em trả lời cho anh biết tại sao môi em đỏ? À, tại vì... Tại sao má em hồng? À, tại vì... Cho lòng anh ngơ ngẩn lẫn chìm vào hư không? Anh nhỉ, là em muốn hồn vậy? Em có biết là em đẹp lắm không? Ôi cả người em nó toát lên một nét quý tộc của châu Âu. Em mang làn da nâu của châu Á, điểm lên chút lạnh giá của Bắc Cực. Em mang là cái nực của châu Phi. Nói tóm lại em là Somali của châu Úc. Gì mà Somali? Ý anh nói nét đẹp của em nó bách quá tổng hợp. Anh mới nghe, gặp ai cũng nói như vậy hết đó. Xúc phạm đến anh rồi. Anh xin thề duy nhất một mình em trong trái tim anh thôi nghe. Em biết không? Bên cạnh anh... Nghe nào? Em là Ngọc mà. Lộn. Nhỏ nghe cháu anh ấy. Nhìn vào đôi mắt em, anh có cảm giác hình như em không tin anh phải không? Ừ, không tin. Ngọc ơi. Nếu thiếu em anh chỉ còn một nửa, anh hiểu ra điều vô cùng giản dị, cuộc đời mình chỉ để dành cho nhau. Nga ơi anh yêu em. Nga nào? Ngọc ơi I love you. Điện thoại anh rung. Alo. Alo, anh đây à? Ờ, anh đây. Anh đang ở đâu đấy? Ờ, anh đang bận công chuyện. Em muốn gặp anh ngay bây giờ, chỗ cũ cơ. Không được, anh hẹn em tối mai rồi mà. Không. Anh ơi, ai gọi vậy anh? Má anh gọi. Hả? Má anh gọi hả? Ừ, đang đi chơi em, tự nhiên má anh gọi biểu anh về, anh chở má anh đi bơi. Trời, đây này còn đi bơi nữa hả? Em về nha. Thôi em không về đâu. Anh xa em dù lòng anh không muốn. Anh phải về. Anh chở má anh đi bơi. Ý trời ơi hết hồn. Anh hiếp ta rồi. Ai bảo anh đến muộn? Biết ta bị yếu tim không? Biết người ta là một khối pha lê trong suốt không? Cái sự tàn nhẫn quá nhờ. Giận. Ơ, đùa một tí mà giận à? Giận luôn. Thế thôi em xin lỗi nhá. Giận hờn vu vơ. Thôi, năn nỉ mà. Tha thứ đi. Không có dại dột như nãy đâu. Đi nhá. Dại gái quá à. Mấy bữa nay không gặp, có nhớ tôi không? Ai thèm nhớ anh. Cậu nghe quen quen. Nhưng mà anh có nhớ em không? Nhớ, anh xa em một ngày giống như xa em 24 tháng. Thế kìa. Rút kinh nghiệm đợt mà. Kinh nghiệm gì? Em không hiểu đâu. Chỉ có anh với mấy người ở đây hiểu. Thế à? Em có biết gì mà em đẹp lắm không?
Ôi cả người em nó toát lên một nét quý tộc của châu Âu. Em mang làn da nâu của châu Á, điểm lên chút lạnh giá của Bắc Cực. Em mang là cái nực của châu Phi. Nói tóm lại em là Somali của châu Úc. Ủa nãy giờ hình như em nói không hả? Ừ, em thuộc lòng rồi. Ghét ghê. Với ai cũng nói thế chứ gì. Xúc phạm. Em đã xúc phạm vô cái nhân phẩm đã phục hồi của anh rồi. Anh xin thề, xin thề duy nhất một mình em trong trái tim anh thôi Ngọc à. Em biết không? Ngọc nào? Ngọc nghe lộn hoài vậy ta. À, anh nghe chưa? Anh mà bắt cá hai tay là anh chết em. Ghét nhất đàn ông bắt cá hai tay. Mấy người đó là xài không vô. Đúng rồi. Anh là một tay anh bắt hai con thôi. Đi. Anh nói lộn. Em nói về quê anh bắt cá giỏi lắm á. Một tay anh bắt được hai con cá nè. Hai tay anh bắt bốn con nè. Dẻo mồm lắm. Nghe ơi, em có biết anh yêu em nhiều lắm. Thế à? Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Cả. Em có biết những điều này anh chỉ nói duy nhất mình em không? Ừ. Nhớ em lắm. Đã năm đêm nay anh không ngủ được. Thế cơ à? Ừ. Hèn gì mắt anh đầy ghen. Mặt như mèo vẫn đến em. Như khi anh ngủ đi, hình bóng em lại hiện hồn về cho giấc mơ. Em là ma. Không, em là quỷ. Em là Dracula của đời anh. Em còn nhớ đêm thứ năm quyền diệu, mảnh trăng vàng e ấp một nụ hôn. Một nụ hôn như nói cả vạn điều, đầy say đắm thiết tha và chất ngất. Ngọc ơi anh yêu em. Em là Nga mà. Nga ơi ai lớp. Em là Ngọc mà. Em là Nga mà. Em là Ngọc em mà. Là Nga mà. Em là Ngọc em mà. Là Nga mà. Ai là Ngọc ai là Nga trời. Ồ sao bé không lát. Đủ rồi. Anh quên giới thiệu với Ngọc, đây là Nga dì Út anh. Cái gì? À, con giới thiệu với dì Út, đây là Ngọc má nuôi con. Cái gì? Quen em biết nhau rồi. Ủa tụi em biết nhau hả? Ừ. Sao tụi em biết nhau hay vậy? Biết từ lúc anh gọi nhầm Ngọc Nga đấy. Ừ. Chết rồi, tới giờ bận công chuyện anh phải về anh chở má anh đi bơi rồi. Đúng rồi. Ủa, hai tụi em thay đổi ý định rồi hả? Chịu quen mình anh hả? Thôi được rồi, hai người kết nghĩa chị em đi ha. Rồi có gì anh xếp lịch 2, 4, 6, 3, 5, 7 thế hả? Thành ơn, anh Lương à, tôi yêu anh thật lòng nè. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi mong rằng từ nay anh đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu nữa. Ấn Ngọc, đây là một bài học cho anh đó. Nếu anh không chịu thay đổi thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được tình yêu đích thực của mình đâu. Chào anh. Chào anh. Nghe. Yeah. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.